Để phục vụ việc tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, chiều nay đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định. Theo Ủy ban Nhân dân phường Lộc Hòa, trong thực hiện phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, còn tình trạng chủ hộ gia đình chưa thực sự quan tâm đến công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn điện, không tính trước các giải pháp thoát hiểm. 83 nhà gắn với cơ sở sản xuất kinh doanh, chúng ta cũng phải cần điều chỉnh bổ sung. Thế và chúng ta làm cái màn ngăn cách hay là tường ngăn cách riêng biệt ra. Đấy, vẫn tạo điều kiện cho nhân dân để ở và kinh doanh, nhưng phải có biện pháp. Cũng có những nhà hẹp, rất hẹp. Vậy nếu mà xây một bức ngang nữa là hết diện tích thì chỉ có vách thôi, và cái tạm như nào đó để đỡ cháy tối thiểu nhất. Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an chỉ đạo rà soát, bổ sung hoàn thiện dự thảo luật quy định phòng cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, đảm bảo tính khả thi. Theo đó, khu vực kinh doanh phải được ngăn cách với khu vực để ở. Dự luật sửa đổi thì chúng tôi thấy cơ bản như vậy là đã đáp ứng rồi. Với báo cáo ông chí thì nếu mà quy định thêm hoặc có hơn nữa thì nhân dân người ta sẽ không thực hiện. Báo cáo ông chí thì người ta sẽ quay sang cái bài người ta chỉ cấp phép đối với nhà ở không, và về người ta tự chuyển đổi sang hình thức vừa kết hợp sản xuất kinh doanh, đến là sẽ xuất hiện cái tình trạng dựng sai phép. Trước đó, đầu giờ chiều nay, đoàn công tác đã khảo sát thực tế công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cửa hàng xăng dầu số 6 Petrolimex.